Chào các bạn. Trong phần đầu tiên này, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Lecture Maker. Khi bạn tải về và cài, bạn chỉ việc bấm Next, sau đó bấm Install và chờ đợi cho đến khi phần mềm được cài đặt xong. Sau đó bạn bấm nút Finish. Sau khi cài đặt xong, bạn mở chương trình Lecture Maker. Đây là giao diện của chương trình phần mềm. Ở giữa là giao diện để chúng ta thiết kế. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cách tạo slide và cách thiết kế các slide. Để thiết kế slide thì trước tiên bạn hãy bấm vào nút Design. Trong nút Design này thì bạn thấy các cái mẫu thiết kế có sẵn. Bạn chỉ việc nhấn vào thì slide của bạn sẽ hiển thị hình ảnh như trong mẫu thiết kế. Để tạo slide mới, bạn chuột phải và bấm vào New Slide. Như bạn thấy, khi chúng ta đã chọn mẫu thiết kế ban đầu thì các slide tiếp theo sẽ giống như cái ban đầu. Để chọn mẫu thiết kế khác, bạn chỉ việc mở rộng ô các cái mẫu thiết kế và chọn. Như bạn thấy ở đây, khi tôi chọn một mẫu thiết kế thì toàn bộ các slide đều thay đổi theo mẫu thiết kế đó. Vậy nếu như tôi giả sử muốn slide 1 dùng một mẫu và slide 2 dùng một mẫu khác thì chúng ta làm thế nào? Bạn hãy theo dõi. Tôi chuột phải và chọn Apply to Selected Slide. Đấy, tức là chọn slide nào thì mẫu thiết kế đó mới được áp dụng. Đấy, như vậy chúng ta có thể tùy biến các slide với các mẫu thiết kế khác nhau. Đấy, tương tự như các bạn nhìn thấy ở đây, tôi có thể tạo ra các cái mẫu slide mới. Rồi, bạn để ý phần template ở góc bên tay phải. Template là các cái mẫu thiết kế về bố cục của slide. Tôi lấy ví dụ như bố cục gồm có hai text box ở bên trên và bên dưới ở giữa màn hình và các cái đường viền nâu xung quanh. Thì đấy gọi là mẫu thiết kế về bố cục. Để tạo ra các cái slide mới thì chúng ta vẫn chọn New Slide và chọn các cái mẫu bố cục mới. Để tùy biến cho một slide, bạn chọn thuộc tính Property. Ở đây, giả sử tôi muốn thay đổi hình nền cho một slide thì tôi chọn Background Image và nhấn vào một cái hình ảnh mà tôi muốn làm nền. Tôi lấy ví dụ như một hình ảnh như trên màn ảnh các bạn nhìn thấy. Sau đó tôi bấm vào Apply thì cái hình nền của tôi đã thay đổi. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với lại textbox. Textbox là một trong những cái đối tượng rất quan trọng. Để chèn một textbox vào trong slide thì bạn nhấn vào mục Insert, sau đó bạn chọn phần textbox và vẽ lên màn hình của slide. Ở đây các bạn thấy, đối với textbox chúng ta có thể gõ các cái dòng text của mình vào trong cái hộp textbox này. Đấy, và chúng ta định dạng cho hộp textbox. Như các bạn thấy, để định dạng tôi chọn nút Home trên thanh menu. Và tương tự như trong phần mềm Microsoft PowerPoint thì tôi có thể chọn font, cỡ chữ cũng như là chúng ta có thể tăng hoặc giảm kích cỡ của dòng text, in đậm, in nghiêng, gạch chân và thay đổi màu sắc của dòng text. Bên cạnh đó, bạn có thể căn chỉnh vị trí của text bên trong hộp textbox. Ví dụ căn phải, căn giữa hoặc căn theo lề bên trái, vân vân.
Như vậy là quá trình làm việc với TechBox đã thành công. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng động. Tạo hiệu ứng động, tiếng Anh gọi là animation, là một trong những thành phần quan trọng để thu hút sự chú ý của người xem. Để làm như vậy, bạn vào mục Control trên thanh menu và chọn Transition to this slide. Khi bạn chọn vào một trong các cái hiệu ứng hiển thị ở phía trên thì bạn thấy ngay cái slide của chúng ta đã có cái hiệu ứng thay đổi theo những gì mà bạn đang chọn. Bạn có thể mở rộng cái hộp này để chúng ta chọn các hiệu ứng. Bạn ghi nhớ dấu X ở đây, đó là không có hiệu ứng. Dấu hỏi chấm là một hiệu ứng ngẫu nhiên. Đấy, vân vân, bạn có thể chọn bất kỳ hiệu ứng nào. Đối với TechBox thì cũng có hiệu ứng cho TechBox. Để tạo hiệu ứng TechBox, bạn chuột phải và chọn Object Property. Bạn để ý phần Animation trong cái phần ở đây, bạn tích vào và chọn nút Setup. Trong phần Animation này, đây chính là các hiệu ứng cho hộp TechBox. Bạn chọn các kiểu hiệu ứng và ngay lập tức các hiệu ứng đã hiển thị trên màn hình. Ở đây tôi sẽ mở rộng hộp TechBox ra một chút để các bạn có thể quan sát được rõ hơn. Bạn cũng chuột phải và chọn Property. Đấy, tiếp đó chúng ta chọn các cái hiệu ứng sao cho phù hợp. Trong phần Direction, tức là cái hướng của hiệu ứng, bạn chọn các cái hướng từ trái qua phải hoặc là từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, vân vân. Về Speed tức là cái tốc độ của hiệu ứng. Ở đây phần Speed tôi đang để là Normal, tức là trung bình. Bạn có thể để là rất chậm hoặc là rất nhanh, thì đó là tùy theo cái ngữ cảnh. Phần ghép tức là cái sự gãy khúc, gãy khúc trong quá trình hiển thị, thì bạn có thể chọn 3 mức là gãy khúc hẹp. Phần preview, khi bạn tích vào đây thì chúng ta sẽ hiển thị ngay khi bạn chọn vào hiệu ứng. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng động nâng cao. Như các bạn đã được để ý qua phần trước thì chúng ta đang tạo hiệu ứng cho slide và tạo hiệu ứng cho TechBox. Tuy nhiên ở đây tôi đặt ra một bài toán, đó là tôi có 3 hộp TechBox. Ví dụ như gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn và kinh tế vững vàng. Đấy, và tôi muốn là mỗi khi tôi click chuột thì sau mỗi một click thì một dòng text sẽ hiển thị lần lượt, giống như trên Microsoft PowerPoint. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên, như các bạn thấy trên màn hình, là tôi đang format lại các cái hộp TechBox bằng cách kéo giãn kích thước sao cho phù hợp. Sau khi đã tạo xong hộp TechBox thì đối với từng hộp TechBox, bạn sẽ nhấn chuột phải chọn Property và chúng ta làm như bài trước, chúng ta chọn một trong những cái hiệu ứng cho mỗi hộp TechBox này, và làm tương tự đối với hai hộp TechBox còn lại.
Rồi sau khi bạn đã làm xong thì bạn hãy chọn phần View và chọn nút Run Current Slide để theo dõi cái slide hiện thời. Thì khi bạn thấy Run thì các cái dòng textbox này không hiển thị từng cái một theo click chuột. Vậy làm thế nào để tạo ra được hiệu ứng này? Thì chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ làm như sau. Bạn chọn phần Control, sau đó bạn nhấn vào nút Pause, tức là nút dừng lại. Đấy. Tiếp đó một hộp tòa hiển thị, bạn sẽ chọn cái option đầu tiên. Rồi, sau đó bạn hãy nhìn thấy cái nút Pause đã được đưa vào panel bên tay phải. Thì nút Pause này thể hiện một cái dừng hay là một nút Stop mỗi khi một cái hộp textbox xuất hiện. Và bạn có thể kéo cái Pause này đến bất kỳ vị trí ở trước, ở giữa hoặc ở sau. Bây giờ tôi sẽ copy và paste thành 3 Pause như các bạn thấy trên màn hình. Sau đó tôi để các cái vị trí các Pause ở giữa việc hiển thị của các textbox. Như vậy tương ứng với mỗi khi hiển thị xong thì nó sẽ dừng lại một chút, chờ cho đến khi chúng ta click chuột thì mới hiển thị. Bây giờ chúng ta sẽ chọn View và Run Current Slide để theo dõi. Như vậy khi tôi chạy thì đầu tiên chưa có một textbox nào hiển thị. Khi tôi click chuột thì mỗi một click chuột thì một textbox sẽ hiển thị ra. Đấy, như vậy là chúng ta đã thành công trong việc tạo ra hiệu ứng mới. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hình ảnh, âm thanh và hoặc hay là video vào trong slide. Đấy. Cách làm này tương tự như trên Microsoft PowerPoint, bạn chọn mục Insert. Tiếp đó chúng ta chọn hình ảnh, Image, đấy, Video và Sound để chúng ta chèn. Giả sử tôi đang chèn một hình ảnh. Khi tôi chèn hình ảnh vào trong slide, bạn có thể thay đổi kích cỡ, vị trí của hình ảnh sao cho phù hợp. Để chèn một video thì chúng ta nhấn vào nút Video, sau đó bạn cũng chọn tới một video có sẵn ở trong máy. Bạn có thể thay đổi kích cỡ của màn hình hiển thị cái video này sao cho phù hợp. Và như vậy là cái quá trình mà chèn hình ảnh, video hay âm thanh đã thực hiện rất là dễ dàng. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cách tạo câu hỏi trắc nghiệm. Để tạo câu hỏi trắc nghiệm thì đầu tiên tôi tạo ra một slide mới. Slide này sẽ là chứa câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó bạn bấm vào nút Insert và chọn mục Quiz. Trong mục Quiz này thì tôi chọn câu hỏi đa lựa chọn, hay nói chính xác hơn là câu hỏi có một đáp án hoặc nhiều đáp án trong số các đáp án được đưa ra. Thì đầu tiên đó là nội dung của câu hỏi. Thì ở phần textbox ở trên cùng thì tôi nhập nội dung của câu hỏi vào đây. Tôi có thể thay đổi kích cỡ phông sao cho phù hợp. Bốn hộp textbox ở dưới là bốn phương án trả lời.
thì bạn hãy nhập từng phương án trả lời vào từng ô tick box tương ứng. Bạn lưu ý khi tôi tích vào phương án nào thì đó chính là phương án trả lời đúng. Hay nói cách khác hơn đó là đáp án. Còn nút Submit màu trắng phía dưới, bạn chọn mục Object Property để chúng ta thay đổi cái tên. Ta thay từ Submit bằng từ trả lời và bấm OK. Bạn có thể thay đổi kích cỡ của dòng text trên nút trả lời này. Sau khi đã thiết kế xong câu hỏi, bạn nhấn vào View. Ở đây, trước khi tôi View thì tôi sẽ cấu hình câu hỏi một chút. Đó là phương án trả lời đúng, thì trên màn hình sẽ xuất hiện một hộp thoại thông báo là bạn đã trả lời đúng rồi. Các bạn nhớ phần correct answer và mục message. Còn đối với incorrect answer, tức là phương án trả lời sai, thì bạn sẽ nhập vào đây là chưa đúng, hãy thử lại. Sau đó bạn bấm enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử câu hỏi này. Khi tôi bấm vào phương án sai thì một tick box sẽ hiển thị nói rằng là chưa đúng. Ở đây bạn thấy dấu tích màu đỏ xuất hiện. Tại sao lại có cái dấu tích này? Chúng ta sẽ xem cái việc cấu hình câu hỏi này. Khi tôi bấm vào phương án đúng thì sẽ có một thông báo là bạn đã trả lời đúng. Quay trở lại với câu hỏi lúc nãy, tại sao có dấu tích màu đỏ ở phương án trả lời đúng, thì bạn chuột phải vào câu hỏi, sau đó chọn Object Property. Ở đây các bạn thấy có dấu tích vào Show Answer, tức là gì ạ? Tức là khi mỗi khi người dùng trả lời xong thì nó sẽ báo cái câu phương án trả lời đúng. Tôi bỏ tích đi và chúng ta kiểm tra lại xem. Như vậy bạn thấy rằng là câu hỏi đã không đưa ra phương án trả lời đúng nữa. Tiếp theo thì tôi sẽ cấu hình để làm sao người sử dụng có thể trả lời lại thêm một lần sau khi lần đầu họ trả lời sai. Để làm như vậy thì bạn hãy chú ý vào phần Attempt Count. Ở đây nếu bạn tăng số lần trả lời lên ví dụ là 2 lần thì người dùng có thể trả lời câu hỏi này 2 lần. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đầu tiên, câu trả lời là sai và chúng ta sẽ thử lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong câu hỏi trắc nghiệm.